có một loại trí tuệ và khả năng ở mức độ cực cao đang hiện hữu trên từng milimet, từng điểm nhỏ trên cơ thể, không chỉ là quá trình tư duy. Loại khả năng và trí tuệ này hoàn toàn chưa được khai phá bởi xã hội loài người. Có nhiều cách để làm điều này. Khi đào sâu hơn về quá trình này, thứ tôi đã từng thấy, điều gì đã xác định cái gì là tôi và cái gì không phải là tôi. Tôi có khả năng ăn một bảo bánh mì và biến nó thành bản thân mình. Tôi thấy cơ thể này chỉ là một mảnh của hành tinh này mà tôi đã vay mượn. Vậy tại sao mọi thứ lại bị chia tách khỏi cơ thể này? Tôi nhận ra rằng chính là do ranh giới của cảm giác. Và một ngày nọ, có hai con bò đang gặm cỏ trên một cánh đồng nước Anh, hẳn là giống bò Anh quốc. Một con hỏi con còn lại: cậu nghĩ gì về bệnh bò điên? Con kia trả lời: tớ chẳng quan tâm, dù sao tớ cũng là một chiếc trực thăng mà. Là một vị thầy tâm linh, là một người đã giác ngộ, chỉ là như thế này. Một con bò ngộ ra mình là một con bò, và nó trở thành một con bò nổi tiếng, một con bò thánh, phải không? Điều này có đơn giản đến vậy không? Để tôi kể các bạn nghe câu chuyện của tôi. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nhận ra một điều là tôi cực kỳ ngu dốt, hoàn toàn không biết gì cả. Còn tất cả mọi người xung quanh tôi dường như biết tất cả mọi thứ. Tôi thì chẳng biết gì hết. Bởi vì chẳng biết gì, nên tôi phải tập trung cực kỳ cao độ vào mọi thứ. Tôi tập trung đến mức, nếu tôi nhìn một chiếc lá, tôi cứ thế ngồi và nhìn nó, chỉ chăm chăm vào chiếc lá trong nhiều giờ. Nếu ở trên giường, tôi cứ chầm chầm nhìn vào bóng tối, tôi có thể làm việc đó cả đêm. Sự tập trung này mang đến cho tôi một mức độ cuốn hút và tương tác khác hẳn với hầu hết tất cả mọi thứ xung quanh. Dù là vật chuyển động hay bất động, với những người dường như cái gì cũng biết, ai cũng bận rộn và hạnh phúc với điều đó. Còn tôi lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những thứ nhỏ nhặt. Sau đó tôi đã thấy rằng, tôi đã ngộ ra rằng, họ mới là người chẳng biết gì cả. Thực ra họ chỉ có những giả định và những hệ thống niềm tin, và họ hài lòng với những thứ đó. Có thể do họ tự nghĩ ra hoặc ai đó đã trao truyền cho họ. Họ không những biết những thứ ở đây mà còn biết luôn về những thế giới khác, về Thượng Đế, về thiên đường và đủ thứ. Còn tôi thì cứ cố tìm hiểu xem mọi thứ thực sự là gì. Điều này kích thích tôi đến nỗi tôi bắt đầu đứng chôn chân bên ngoài một ngôi đền lớn ở Mysore, bởi tôi muốn biết thật cụ thể. Sau mỗi lần gặp gỡ với Thượng Đế, sau khi trò chuyện với Thượng Đế, mọi người sẽ ra sao? Nên tôi đã đứng đó và quan sát thật tỉ mỉ từng khuôn mặt và bước ra khỏi ngôi đền. Thường tôi nghe thấy toàn là chuyện phím. Thỉnh thoảng tại những ngôi đền Ấn Độ, dép của bạn sẽ bị ai đó lấy mất. Thế là tôi nghe người ta nguyền rủa cả đất trời và đấng sáng thế. Tôi luôn thấy những người vừa bước ra khỏi nhà hàng còn có bộ mặt mãn nguyện hơn cả những người vừa bước ra khỏi đền. Đấng thiêng liêng so với bánh đô sa, bánh đô sa dường như đã chiến thắng. Tôi không chấp nhận nổi điều đó, nên tôi dần dần càng trở nên hoài nghi về mọi người và mọi thứ xung quanh tôi. Hoài nghi về các cấu trúc xã hội, các hệ thống chính trị, các niềm tin tôn giáo, thậm chí cả những lý thuyết khoa học, bởi không thứ nào trong số đó phù hợp với trải nghiệm của tôi về cuộc sống. Vào một ngày nọ, tôi đi về phía đồi Chamundi. Các bạn cũng nên đến thăm nơi đó. Và có một truyền thống ở Mysore. Nếu bạn có việc để làm, bạn lên đồi Chamundi. Khi không có gì để làm, bạn cũng lên đồi Chamundi. Nếu đang yêu, bạn lên đồi Chamundi. Và khi thất tình, bạn cũng lên đồi Chamundi. Hôm đó tôi thất tình và không có gì để làm, nên tôi bắt đầu đi lên đồi Chamundi. Tôi đi lên và ngồi trên một phiến đá. Cho tới lúc đó trong đời, tôi vẫn nghĩ cơ thể này là tôi. Còn kia là ai khác hay thứ gì đó khác. Nhưng lần đầu tiên, tôi không còn biết đâu là tôi và đâu không phải là tôi. Đột nhiên những gì là tôi cũng có ở khắp mọi nơi. Ở phiến đá nơi tôi đang ngồi, trong không khí mà tôi hít thở, ở cả không gian xung quanh tôi như vừa nổ tung và tan vào mọi thứ. Điều đó nghe thật điên rồ hết sức.
tôi đã tưởng việc này chỉ diễn ra trong 10-15 phút. Nhưng khi ý thức của tôi bình thường trở lại, tôi đã ngồi đó được khoảng 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Vẫn hoàn toàn tỉnh táo, mắt vẫn mở, nhưng thời gian dường như chỉ vụt qua trong trải nghiệm của tôi. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành, tôi đã rơi nước mắt. Tôi luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc, đó không phải là vấn đề với tôi. Nhưng ở đây tôi đã chìm đắm trong một cảm giác phúc lạc hoàn toàn khác. Từng tế bào trong cơ thể tôi như bùng nổ cùng sự ngây ngất khi tôi lắc đầu và cố tìm lời lý giải hợp lý cho những gì đã xảy ra với mình. Điều duy nhất mà trí thông minh của tôi có thể nói là chắc là mình phát khùng rồi. Trải nghiệm này ngày càng sâu dần và tôi thấy nó cứ tự lặp lại mỗi khi tôi ngồi xuống. Vài phút đối với tôi dường như kéo dài cả tiếng với người khác. Tôi nghĩ mới được vài phút nhưng thực ra vài tiếng đã trôi qua. Vào một ngày đó khi tới thăm một nơi, tôi tưởng mới chỉ 25-30 phút trôi qua. Nhưng khi cảm giác bình thường của tôi trở lại, 13 ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu ngồi xuống. Đúng theo kiểu Ấn Độ, mọi người liền xúm lại, đeo vòng hoa lên cổ tôi. Người ta chạm vào chân tôi, vài người muốn biết công việc làm ăn của họ sẽ ra sao. Vài người muốn biết khi nào con gái của họ sẽ lấy chồng. Những thứ tôi ghét cay ghét đắng lại cứ xảy ra quanh tôi. Cuối cùng tôi phải rời đi để tránh khỏi đám đông cứ cố vây lấy tôi. Khi những trải nghiệm này ngày càng sâu sắc hơn trong tôi, một điều đã xảy ra là tất cả những gì tôi đã tưởng là tôi đột nhiên không phải là tôi nữa. Tôi luôn nghĩ thân xác này là tôi, nhưng tôi chợt nhận ra đây chỉ là sự tích lũy những thức ăn mà tôi đã từng ăn. Những gì tôi đã tích lũy chỉ có thể là của tôi chứ không bao giờ là tôi. Đây chỉ là những cảm tưởng trong tâm trí tôi mà thôi. Thân xác và tâm trí này không phải là tôi mà chỉ là của tôi. Một khoảng cách xuất hiện giữa tôi và thân xác của tôi, giữa tôi và tâm trí của tôi, điều này cũng tạo ra một trải nghiệm khác trong tôi. Rằng tiến trình của thời gian và không gian đột nhiên không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi thấy điều gì ở kia cũng có ở đây, điều gì ở đây cũng có ở đằng kia. Quá khứ, hiện tại và tương lai bị hòa lẫn với nhau, đó là một sự hỗn mang, hoành tráng, nhưng đẹp tuyệt trần. Vì trí hoài nghi của tôi không thể chấp nhận nổi điều này, nên tôi đã say mê tiến hành thu thập các trải nghiệm. Các trải nghiệm này quá kỳ quặc để nói tới, và những kết quả giống như chuyện cổ tích mà khó ai có thể tin được. Nhưng một điều mà tôi có thể kết luận được là sự hiện hữu không lấy con người làm trung tâm. Tất cả các trải nghiệm của con người là do chúng ta tự tạo nên. Hầu hết mọi người tin rằng các trải nghiệm được hình thành từ môi trường sống của họ. Nhưng thực sự 100% các trải nghiệm của con người là do chúng ta tự tạo từ bên trong. Tôi nghĩ hiện nay nhiều nhà khoa học cũng đã bắt đầu đồng ý về điều đó. Khi chúng ta đã ngộ ra điều này, rằng nếu tất cả trải nghiệm được tạo ra từ bên trong, nếu nền tảng của các trải nghiệm nằm ở bên trong bạn, mầm mống của các trải nghiệm nằm ở bên trong như vậy, vậy bạn muốn có loại trải nghiệm sống nào? Tôi chắc chắn rằng bạn muốn có cảm giác dễ chịu nhất. Bất kể bạn có làm việc gì, điều bạn mong cho ông hàng xóm có thể còn phải tranh cãi, chứ điều bạn mong muốn cho bản thân mình chắc chắn phải là thứ dễ chịu nhất. Từ khi ngộ ra rằng nền tảng của những trải nghiệm này nằm ngay trong bản thân mình, tôi đã chuyển từ việc nhìn chăm chăm vào mọi thứ sang việc ngồi và nhắm mắt lại. Đây là sự thay đổi về chiều hướng trong tôi. Từ việc nhìn chăm chăm qua việc ngồi và nhắm mắt lại, tôi thật sự mê mẩn về cấu tạo của con người này. Tôi chẳng còn muốn mở mắt ra nữa. Từ sáng đến tối tôi chỉ muốn nhắm mắt như vậy để thấy được tất cả về cơ thể này. Điều tôi ngộ ra là nếu tôi lấy một mẫu bánh mì và đưa nó vào trong hệ thống này, mẫu bánh mì này sẽ trở thành thân xác tôi trong một vài giờ và tôi sẽ trải nghiệm nó như chính bản thân mình. Tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về quá trình tuyệt diệu này. Tôi thấy được cội nguồn của sáng tạo. Thứ đã tạo ra cơ thể này, nơi chế tác ra cơ thể này là ở bên trong. Khi thấy được điều này, tôi thấy rằng mình có thể tái cấu trúc bộ não của mình một cách hoàn toàn trong 24 giờ, thay đổi bản thân vượt qua sự giáo dục của xã hội, thậm chí là cả các yếu tố di truyền trong tôi. Tôi thấy mình có thể thay đổi mọi thứ về bản thân. 24 giờ này tôi là một người, 24 giờ sau tôi lại là một con người khác. Tôi như một đứa trẻ có ý thức đang dè dặt thử làm mọi thứ. Vào một ngày nọ, khi đang chơi khúc gôn cầu, tôi bị vỡ mất cái chân trái. Tôi ra sân và ngồi vào một góc. Tôi cảm thấy thật sự rất buốt.
Tới thời điểm đó tôi đang mắc bệnh hen mãn tính. Tôi từng có những cơn hen rất nặng. Việc đau chân kèm theo cảm giác khó thở thật sự rất khó chịu. Vào lúc đó tôi nảy ra một suy nghĩ, nếu như thứ đã tạo ra cơ thể này nằm ở bên trong, vậy tại sao tôi không thể tự chữa lành từ phía bên trong? Tôi ngồi xuống với sự kiên quyết rằng nếu điều đó là đúng thì tôi phải có khả năng để cơ thể tự chữa lành, bằng không tôi đã thật sự đã sai lầm. Tôi ngồi xuống và nhắm mắt lại trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Khi tôi xuất thiền, bệnh hen đã hoàn toàn biến mất và không bao giờ quay trở lại. Lạ lùng hơn cả, phần mắt cá chân bị vỡ đã hoàn toàn bình phục chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Được trang bị bởi những trải nghiệm này, tôi đã bắt đầu xây dựng những phương pháp và hệ thống mà qua đó ai ai cũng có thể tiếp cận tới. Loại trí tuệ và khả năng có sẵn trong hệ thống này, thứ có thể biến một mẫu bánh mì thành con người. Loại trí tuệ và khả năng có sẵn trong hệ thống này không chỉ là quá trình tư duy có sẵn trong mỗi người. Đáng tiếc là nó vẫn chưa được khai phá. Nên tôi đã tạo ra những hệ thống để hôm nay người ta có thể sử dụng. Những công nghệ này dành cho sự an lạc nội tâm. Những phương pháp này là để thiết kế lại nội tâm theo ý bạn muốn. Hàng triệu người đang sử dụng những phương pháp này và tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại. Điểm cốt yếu của phương pháp này là có một loại trí tuệ và khả năng ở mức độ cực cao đang hiện hữu trên từng milimet, từng điểm nhỏ trên cơ thể, không chỉ là quá trình tư duy. Loại khả năng và trí tuệ này hoàn toàn chưa được khai phá bởi xã hội loài người. Có nhiều cách để làm điều này. Khi đào sâu hơn về quá trình này, thứ tôi đã từng thấy, điều gì đã xác định cái gì là tôi và cái gì không phải là tôi. Tôi có khả năng ăn một mẩu bánh mì và biến nó thành bản thân mình. Tôi thấy cơ thể này chỉ là một mảnh của hành tinh này mà tôi đã vay mượn. Vậy tại sao mọi thứ lại bị chia tách khỏi cơ thể này? Tôi nhận ra rằng chính là do ranh giới của cảm giác. Đã xác định cái gì là tôi và cái gì không phải là tôi. Ở đây có cảm giác nên gọi là tôi. Ở đằng kia dường như tôi không có cảm giác nên đó không phải là tôi. Tôi đã quan sát ranh giới giữa cảm giác rất kỹ từ bên trong của bản thân mình. Đây cũng là giai đoạn trong đời mà gần như lúc nào tôi cũng nhắm mắt. Tôi đã ngộ ra rằng ranh giới của cảm giác có thể mở rộng ra hay thậm chí thu nhỏ hơn so với thời điểm hiện tại. Bạn có thể ngồi đây mà không cảm nhận được bất kỳ điều gì đang xảy ra lúc này. Điều này gần giống như bạn ngủ. Hoặc bạn có thể ngồi đây mà mở rộng ranh giới cảm giác của mình ra toàn bộ hội trường này. Bất cứ thứ gì nằm trong ranh giới cảm giác của bạn, bạn đều có thể trải nghiệm chúng như chính bản thân mình. Có một cốc nước ở đây. Nó rõ ràng không phải là tôi. Nhưng nếu bạn uống vào, bạn vừa thu nhận nó vào trong ranh giới cảm giác của mình. Và nó đã trở thành bạn. Vậy nên khi bạn mở tung ranh giới cảm giác của mình ra, trong một hình thái mở rộng, bạn có thể ngồi đây và trải nghiệm tất cả mọi người có trong hội trường này. Như thể chính mình. Bạn có thể mở rộng hơn nữa và trải nghiệm toàn thể không gian vũ trụ này như thể trải nghiệm chính cơ thể mình. Cảm nhận vị tính bao dung vạn thể này nếu nó xảy đến với bạn. Khi nó xảy đến với tôi chợt ngộ ra rằng trở nên yêu thương là điều không cần ai phải dạy. Trở nên từ bi không phải là một ý tưởng. Trở nên thấu cảm không phải là một công thức bí mật nào. Đây là cách mà con người được tạo ra, miễn sao người ta đừng vô hiệu hóa ý thức của chính mình. Bằng việc giới hạn bản thân qua sự đồng hóa với những thứ không phải là mình. Nếu bạn không đồng hóa mình với bất cứ thứ gì mà bạn đã tích lũy qua nhiều năm, bao gồm cả thân xác và tâm trí bạn, thì ai cũng có thể đạt được khả năng này. Khi nói đến phương diện bên ngoài, mỗi cá nhân đều có một khả năng khác nhau. Nhưng khi nói về phương diện bên trong, tất cả mọi người đều có khả năng như nhau. Không ai được ban cho khả năng tốt hơn người khác. Khi xét về phương diện nội tâm, chỉ ở phương diện bên ngoài chúng ta mới có những khả năng khác nhau. Nếu tính bao dung vạn thể này đi vào cuộc sống của con người, nếu bạn có thể ngồi đây và trải nghiệm mọi người xung quanh như chính bản thân mình, tôi không nghĩ mình phải dạy các bạn phải trở thành người tốt. Tôi không nghĩ mình phải dạy các bạn về yêu thương. Tôi không nghĩ mình phải dạy các bạn về sự quan tâm, bởi vì quan tâm tới con người này là điều rất tự nhiên. Nó nằm ngay trong bản chất của sự hiện hữu. Tính bao dung vạn thể này chắc chắn cần phải chạm đến nhân loại, nên nó đã trở thành cuộc sống, công việc và nỗ lực của tôi. Trong việc phát triển những phương pháp mà ở đó mọi người có thể trải nghiệm được tính bao dung vạn thể, nếu tính bao dung vạn thể này được trải nghiệm bởi nhân loại,
đặc biệt ở giới lãnh đạo, những người nắm trong tay quyền lực và các trách nhiệm khác nhau trên thế giới. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề, bởi vì ngày nay chúng ta với tư cách là một thế hệ loài người. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có khả năng giải quyết được mọi vấn đề nhân loại gặp phải trên hành tinh này về lương thực, sức khỏe, giáo dục, sinh thái, v.v. Chúng ta có thể giải quyết được tất cả. Lần đầu tiên chúng ta có đầy đủ nguồn lực, khả năng và các công nghệ cần thiết. Nhưng những gì chúng ta làm sẽ phụ thuộc vào bao nhiêu phần bao dung mà chúng ta trải nghiệm được trong cuộc sống. Nếu bạn đứng đây và trải nghiệm được hành tinh này như chính bản thân bạn, tôi không nghĩ rằng tôi phải dặn bạn hãy chăm sóc nó. Tất cả mọi người sẽ tự làm hết mình. Khi chúng ta không có tính bao dung vạn thể này, những gì có thể làm chúng ta lại không làm. Trong cuộc đời, nếu chúng ta không làm những việc không thể làm, đó không phải là vấn đề. Nhưng nếu chúng ta không làm những việc mà chúng ta có thể làm, chúng ta thật là một thảm họa. Hy vọng và công việc của tôi chỉ là để thấy được việc chúng là với tư cách là một thế hệ loài người sẽ không trở thành loại thảm họa như vậy, rằng với những việc có thể làm chúng ta chắc chắn sẽ làm. Hôm nay, những việc chúng ta có thể làm so với 100 năm trước đây là khác nhau một trời một vực, cực kỳ khác biệt. Nhưng thứ còn thiếu chỉ là ý thức bao dung vạn thể, hay còn được gọi là trải nghiệm về tính bao dung trong cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta mang điều này đến được với giới lãnh đạo, đến mọi người, thì khi ấy chúng ta mới đi tìm những giải pháp triệt để cho mọi vấn đề. Bằng không, chúng ta chỉ làm việc qua loa. Với danh nghĩa tạo ra những giải pháp, chúng ta chỉ tạo thêm những vấn đề. Nếu thực sự phải tìm ra giải pháp triệt để cho mọi vấn đề, thì trải nghiệm về tính bao dung vạn thể tuyệt đối phải xảy đến với nhân loại. Và điều này là có thể. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Sát Guru Lòng Tiếng, nơi tìm về chính mình.